Chuyến này đi Thái Lan mình sẽ được tự tay pha ly trà sữa full topping từ máy tự động. Trời quá, nó nhìn thấy anh thích đồ quá. Ở ngay cái cổng chợ Chọt Phe á, lần này tự nhiên xuất hiện một cái máy pha trà sữa tự động. Mình á thì bản thân học uống trà sữa cho lắm, nhưng mà được cái tò mò mà mới bắt đầu là chưa gì có điềm rồi. Mình bấm cái nút này là ly sẽ tự động rớt ra. Đáng lẽ là có một cái ly thôi mà cái máy nó bị lỗi cho mình 4 cái ly luôn. Nhưng rồi chị nhân viên chỉ bước tới thì lấy lại 3 cái ly chứ mình có 1 cái ly à. Nếu như mà máy nó cho mình 4 cái ly là mình phải được làm 4 ly nước với bộ. Đúng không mọi người? Theo như đúng quy trình, sau khi mình có ly là mình sẽ lấy đá đầu tiên. Cái số 2 là mình sẽ chọn chân châu trắng hoặc là chân châu đen. Đến cái bước thứ 3 nó sẽ cho mình chọn thêm topping nữa, đó là chân châu hoàng kim hoặc là hạt trái cây hay sao á. Mà theo như mình thấy riêng và cái loại topping bỏ vào trong ly trà sữa thôi là có tới tổng cộng 8 loại. Mình muốn cho bao nhiêu cũng được hết, muốn lấy topping full đầy ly cũng được luôn. Tới cái bước thứ 4 là mình sẽ được lựa chọn syrup. Ở đây là có chanh nè, xoài, mật ong, rồi dâu phúc bồn tử, nhưng mà mình đã chọn vị mật ong. Tới bước tiếp theo là mình sẽ được chọn vị trà. Cái máy nó vừa ghi tiếng Thái vừa ghi tiếng Anh, không ghi tiếng Việt nên mình cũng không phân biệt được loại trà nào với loại trà nào. Mình chỉ đọc đúng một loại trà cái đó là chọn lượng đường á. Ờ. Ở trên cùng. Sau khi phân vân một hồi, mình quyết định chọn trà sữa. À, hết trà sữa rồi, ta đang mở rồi. Ba cái nút kế bên đó chính là nước đường. Chọn ngọt nhiều, ngọt ít hay ngọt vừa là do mình. Đã cho đầy đủ tất cả các bước này vô, mình sẽ tự mang máy đóng lại thành cái ly nước luôn. Nhưng có cái điều này là mình thắc mắc nãy giờ. Ngay từ cái bước đầu tiên á, cái máy này không có chỗ thu tiền. Cho tới khi á, mình làm xong rồi thì mới xuất hiện một chị nhân viên tới và thu tiền của mình. Ok, thank you. Máy bán hàng tự động nhưng mà lại để cho người thu tiền chứ máy không tự thu tiền. Và khúc này quay lại diễn biến lúc đầu mọi người đã xem rồi, nhưng mà bước tiếp theo thì không, để nó chưa máy nào lên, máy nào lên cũng buồn lắm mọi người. Chồng chồng nó chịu gì buồn lắm quá, vừa gặp tối nó lên một chèn chuột kìa, và vậy chắc chuyện trời này mình nên lên rồi đó. Biết không anh cũng thử không? Một cái bước khen trà sữa cũng ngon ngon mà chồng mình vẫn nhận ra và chê không chịu uống mọi người. Tức ghê, tại sao không có chịu đồng kem cộng khổ gì hết.